Vãi đạn vào gặp quả cầu bệt quá khủng anh em ơi. Mẹ cầu này vào chiến đấu luôn nhở. Hôm nay mình sẽ chơi ở trên bàn đỏ nha anh em nhá. Hôm nay chơi bàn đỏ nhưng mà vào phát là nhìn thấy cái quả cầu bệt này thì múc luôn anh em ạ. Đi mẹ mày vừa ra con chiều 7 quất luôn 7M anh em ạ, 7M7 luôn nhá. Tay này là xác định là đánh quả mẹ rát luôn đây anh em. Ô, nhầm. Nhầm bên. Đấy 7M7 luôn nhá. Hôm nay mình sẽ là tiếp tục là bắt trên cấu thức xí ngầu. Thế nhưng mà vào thấy cái cầu này nó chạy nói chung là ok nên là buộc luôn anh em ạ. Mày hết sức luôn anh em nhở. Đi mẹ à mày. Mày hết sức luôn. Quá ảo luôn mẹ à. Đúng tay đầu tiên bú luôn mày củ luôn. Ok chưa. Cầu này thì vẫn à không, có sao phải đánh nhảy anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó ra con 10 này là kiểu dạng báo ngắt này. Báo ngắt một lần này. Đây báo ngắt lần thứ hai này. Đấy con này báo ngắt lần hai đánh lên nhá. Đi mẹ nhà nó quất tiếp 5M nữa đi nhờ. 5M1 đi. 3, 4, 5M1 luôn này. Ok chưa? Cứ hai tay là ngon. Mẹ mà tôm 1 hôm nay bú 1B8 rồi này. Trong thời gian chờ đợi thì cứ check cầu phát nhờ. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. 10 cộng 6, 16 ra 6 là một tay nghịch này. Nghịch 6 cộng 1 bằng 7 ra 9 là thuận này. 9 cộng 4, 13 ra 4 là thuận này. Đấy. Xem con này. Úi xời, lẹt luôn anh em ạ. Rồi bây giờ check xí ngầu, đánh xí ngầu nhá. Mẹ ngon quá, vào cái là mười mấy M luôn. 12M nhỉ. 9 cộng 4 13 ra 4 là thuận này. 4 1 bằng 5, 5 ra 8 là thuận này. 8 1 9 ra 10 thuận này. 10 cộng 5 15 ra 8 thuận này. 8 1 9 ra 8 thuận này. 8 3 11 ra 7 thuận này. Cầu toàn thuận này, 7 2 9 ra 10 thuận này. 10 cộng 2 12 ra 13 thuận này. Ô mình đánh con vừa rồi chuẩn cầu luôn anh em ạ. Con này 13 cộng 2 15, 15 con này thuận đấy chịu nha. 1 2 3 4. 4 củ luôn anh em ơi. Ào thật. Ôi ào ấy. Quả cầu này mà vào sớm mà mình check cầu mình đánh thì cũng ăn đủ cái cầu ấy luôn. Không lệch một tí nào. Lại vào đánh bừa hai tay mà vẫn chuẩn theo cầu ấy nhờ. Hôm nay hên đấy. Biểu hiện là hôm nay là bú lo này. Hỏng thịt mày à mày. Cái cơ bản nó cũng chạy dài quá rồi anh em phải chưa. Cầu này thì cứ thuận anh em đánh thuận, nó nghịch đánh nghịch thôi. Nhưng mà nó cái con nó gãy nhá. Sau khi mà nó gãy như này thì phải đánh giảm xuống này. 13 cộng 5 18, 18 đánh nghịch thì đánh xỉu. Con này đánh đúng 900. 945. 1 2 3 4 5. 945. Khi mà anh em mà đang đánh nhá, đang đánh cầu mà đang êm mà nó gãy một phát là anh em giảm luôn xuống cho mình. Bởi vì cái khúc mà khi nó gãy nhá, khi mà nó gãy thì là nó hay bị tình trạng là thông tay nhá. Anh em ăn thì anh em ăn thông tay. Nếu mà anh em đánh quãng trước rồi thông tay thì chắc chắn cái đoạn này gãy thông tay rồi. Cái điều này không thể nào tránh khỏi. Nên nhiều anh em này là cứ dấn theo ở cái đoạn này này. Rõ ràng cái đoạn trước mình ăn 5-7 tay rồi đúng không? Trong đoạn này cứ dấn lên thì nó gãy. Đấy nên là kinh nghiệm của mình là khi mà nó gãy là không có dấn, không cố làm gì cả. Rồi bắt đầu ăn này. Bắt đầu ăn này. Nghịch này. Ok chưa? 3 tay, 4 tay ăn 3 nhá. 4 ăn 3 này. Tiếp tục 5 cộng 2 7. 7 thì con này sẽ đánh 7 thì con này sẽ đánh nghịch thì đánh lên nhá. 1 2 3 thế thôi. Cứ nhẹ nhàng này đã. Sợ là một ăn một gãy anh em ạ. Hút được tay này thì nó sẽ là lên 49 à. Vãi lìn lên 49 anh em ạ. Còn 49 thì ghê nhờ. Bú 6. Ui dồi, thiếu đúng một điểm anh em ạ. Ra thuận rồi. Thuận đánh thuận mà nghịch đánh nghịch thôi anh em. Con sau thì lại quay lại đánh thuận này. Sợ cầu nó nát thì chịu. 10 cộng 1 11 đánh thuận đánh xỉu này.
Đây lại anh ta được đúng 800 rồi. 1 2 3 4. Nó phải là được hai tay cơ thì mẹ mà cứ một ăn một gãy này là cũng ghê lắm anh em ạ. Một ăn một gãy là khoai lắm. Khả năng là một ăn một gãy rồi anh em ạ. Một ăn một gãy thì tay sau phải là quất căng luôn. Đấy quất căng ở tay sau luôn nhá. Mà thôi đèo quất rồi. Ít mẹ em quất cái lại về mo cái lại mẹ à mày. Khó đánh ra đúng không? Cha ta dạy đéo thì cứ làm vài củ đã được rồi. Đấy đúng mẹ à mày, một ăn một gãy này anh em này. À, một ăn một gãy này. Càng nhờ. Thuận này. Tay này đánh thuận tiếp này. Vẫn là một con 10, hai con 10 nhỉ. 10 cộng 15 bằng 15, 15 thì là đánh thuận tiếp đúng không? Vẫn là xỉu này. Nếu mà đúng một ăn một gãy là hơi khó đấy. 4 mở 6 đi. 6 1 2 3 4 1 2 3. 4 6 4 3. Thật ra nếu mà cái cầu này và anh em đánh luôn theo lịch sử phiên thì cũng ok này, cứ bệt luôn mình phang ấy, đúng không? Không cần phải là xí ngầu, nhưng mà xí ngầu thì nó cũng nói chung là cũng tương đương nhau, hai cầu này đang chạy tương đương nào, xỉu ba chuẩn chưa? Ok lên 49 này anh em ơi, rồi làm sao qua là con 49 này đây? Lại tiếp tục là con 3 đúng không? 3 1 4 4 thuận này lên thôi, chắc chắn là lên này qua 50 nhá. Mình lộc 1M5 là qua 49 đi. Anh qua luôn 53 nhờ. Thế phải đánh 5M thì qua 53. Qua 5M5 nhờ. 5M554 này. Đấy. 554 là qua 53 rồi. 1234 554 này. Nhưng mà nếu ăn được thì khả năng là cũng nghịch anh em ạ. Nếu ăn được cũng nghịch. Ăn lấy 5 củ rồi là ok lắm rồi. Nó phải hôm nào cầu nó phải thông tay cơ, chứ còn nó không thông tay thì phải thông được ba tay thì mới là ăn no, chứ được hai tay thì cũng nói chung là cũng không giải quyết được gì. Được hai tay trong một ăn một gãy là nói chung là có lãi thôi, nhưng mà để lãi to là không có. Và mình chơi thì mình không có ngồi lâu. Ủa mày quá anh em ạ, quá lét luôn, đúng qua 53 này. Thế là 37 47 10m lên 54 thêm 7m nữa, 17m anh em ơi. Nghỉ luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhá. Bye bye.